chào tất cả anh em ha. Hôm nay em xin lên một lô nguyệt quế để giao lưu với anh em mình ha. Hôm nay thì lô kho nha anh em, khoảng 9 cây, 10 cây gì đó. Thì đầu clip thì có cây nguyệt quế sống khỏe nha. Đó. Cây này là đâm chồi sống khỏe chưa nha anh em. Về anh em mình chỉ cần mình khui cái lớp keo này, gỡ cái bao này ra, anh em mình đem vô chậu, anh em mình trồng bình thường thôi ha. Đó. Đế đều đẹp nha, cây này rất là lực cây ha. Ở đây là nó chia ra hai cốt nha anh em. Đó. Tàn nó hơi nhiều, mình ra anh em có thấy ha. Đây cốt nè, đây cốt nè ha. Đó. Cây này thì có mạch sống ở đây rồi ha. Về anh em mình cắt thúc cái đoạn này lại nha anh em. Cắt cái đoạn này lại ha, cắt tới cái chi sống nè, tới cái nhánh sống nè. Đó, anh em mình đợi lớn lớn nha anh em, mình cắt bỏ nha. Đế là lùng lực nha, cây này cực kỳ đẹp nha anh em. Đế đều đẹp luôn. Rồi để em đo thông số cho anh em mình tham khảo ha. Hoành là 44 hoành. 44 hoành nha anh em. Đường kính bầu là 45. Chiều cao cây này là 36 ha. Cây cực kỳ đẹp nha anh em. À. Rồi cây mã số là C1. Cây này giao lưu với anh em mình là 1.600.000 ha. Em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi ha. À, rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo nha anh em. Đó, tiếp theo là cây mã số C2 ha. Nguyệt quế nha anh em, lá xoắn bông chùm ha. Đây, cây một cây siêu phẩm anh em ơi, trực lắc. Quá đẹp luôn. Bệ đế nè anh em. Đó, anh em mình xem kỹ cái bệ đế nè. Em quay tổng thể, em đo thông số và em quay chi tiết cho anh em mình nha. Cây cực kỳ đẹp nha. Hoành là 60 hoành. Ngay vị trí này ha là 60 hoành. Hoành bệ đế. Hoành bệ đế này là 1m22 nha anh em. Đường kính cái bầu này là 60. Chiều cao là 1m45 nha. Cao là 1m45. Đó, trực lắc nha. Một cây trực lắc, chi cành là hai ha anh em. Chi cành là đều hết trơn ha. Rồi để em quay chi tiết cho anh em mình tham khảo nha. Đây. Thì cái cây này nó có bị một vết lũa nhỏ ở đây nè ha anh em, nhưng mà nó cuốn mép trơn rồi nè. Đó. Đế nè, dàn đế anh em mình thấy ha, đế lực mà đế móng xuống không ha, móng gồng không ha anh em. Đế lực mà đế cắm không à anh em ơi. Cây chỉ có vết lũa nhẹ đó thôi. Ngoài ra nó không có gì hết trơn nữa ha, trực lắc nha. Cây cực kỳ đế. Cây cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Rồi cây mã số Q2. Đó. Q2 cây này em xin báo giá với anh em mình là 4.900.000 nha. Em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi ha. Cây này nặng nặng lắm nha anh em. Cỡ 60kg, 70kg vậy. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo là cây C3 nha anh em. Đó, một cây trực lắc nha. Phôi nguyệt quế nha anh em. Cây này cây phôi ha. Nguyệt quế trực lắc, chi cành đều, rất là đẹp cây nha. Đế nè anh em. Đó. Thì cái này quay hơi xa ha, anh em cố gắng xem giúp em ha. Đó. Cây này đế cực kỳ đẹp luôn nha. Em vẫn chờ lá thở cho cây nha anh em. Rồi để em đo thông số. Hoành là 43. 43 hoành ngay vị trí này nha anh em. Chiều cao là 1m47. Đường kính cái bầu này là 44 nha. Để em đo cái thân ở trên này ha. Thân trụ nè, 22 hoành cái thân trụ nha. Hoành cái thân ở dưới này tới 43 nha anh em. Đó. Trực lắc rất là đẹp ha. Rồi cây mã số C3. Cây này giao lưu với anh em mình là 1.500.000. Bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi luôn nha. À, C3 1.500.000.
Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số C4 nha anh em. Thôi nguyệt quế ha. Cây này đế cũng đều đẹp luôn nha anh em. Đó, một cốt ha. Cũng trực lắc ha, chi cành cũng ok nha anh em. Rồi, để em đo thông số cho anh em mình tham khảo. 33 hoành. Chiều cao là 1m05 ha. Đường kính cái bầu này là 45 nha anh em. Đó, đế đều đẹp ha. Lô này đế đẹp không nha anh em. Rồi cây này là mã số là C4. Giao lưu với anh em mình là 1.100.000. Em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi luôn ha. Đó, rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo luôn nha anh em. Cây nguyệt quế C5 ha. Cây này đế cũng đẹp lắm nha anh em. Đó, đế nè. Quá trời củ đế luôn. Một cốt có chi cành ha. Rồi để em đo thông số cho anh em mình tham khảo. 33 hoành ngay vị trí này nha anh em. Chiều cao là 1m06. Đường kính bầu là 41 nha. Nguyệt quế lá sắn bông chùm nha anh em. Đó. Rồi cây này là mã số là C5 nha. Em xin giao lưu với anh em mình cây này là 900.000. Bao ship toàn quốc cho anh em chơi ha. Mã số C5 900.000. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo cây C6 nha anh em. Đó, nguyệt quế mã số C6 ha. Đế đều nha anh em. Đế đều đẹp luôn ha. Đó, một cốt. Đế đặc nha anh em. 30 hoành. Chiều cao là 77 ha. Đường kính cái bầu này là 38 ha. Đế đều đế đặc nha anh em. Đó. Rồi cây C8. Ủa C6. Cây này C6 nha anh em. Mã số C6 là 800.000 ha. Bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi ha. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo cây C7 luôn nha anh em. Đó. Cái bệ đế nè anh em. Quá trời cái bệ đế luôn nha. Bệ đế đặc luôn ha. Ở bên đây nó cũng đặc luôn nha anh em. Đó, đế đều hết trơn nè. Rồi, để em cho thông số cho anh em mình tham khảo ha. 33 hoành. Chiều cao là 60. Đường kính cái bầu này là 43 nha anh em. Đó. Nguyệt quế nha. Lá xoắn bông chùm. Bệ đế đẹp luôn nha anh em. Rồi cây C8. Cây này giao lưu với anh em mình 800.000 thôi. Em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi ha. À, mã số là C8. Tiếp theo là cây số C8 nha. Đó, nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha anh em. Đế nè. Đó, anh em mình xem ha. Đế dữ dữ không nha anh em. Rồi để em đo thông số cho anh em tham khảo. 33 hoành. Chiều cao là 70. Đường kính cái bầu này là 31 nha anh em. Mã số là C8 nha. Đó. Rồi cây C8. Cây này giao lưu với anh em mình là 750.000 luôn. Em bao ship toàn quốc cho anh em chơi á. Đó. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo cây mã số C9 nha anh em. Cây này rất đẹp ha. Nó có đâm chồi lai gai rồi nè anh em. Nó nhánh này nó đâm chồi rồi nè. Đó, đây nó cũng đâm chồi nữa nè ha. Cây này nó đâm chồi lại gai lại ha anh em. Đế ok nha. Đó, đây có hai cọng đế nở nè anh em. Đó, chưa có bự ra ha. Trực lắc nha anh em. 24 hoành. Chiều cao là 68. Đường kính cái bầu này là 30 nha. C9 nha. Rồi cây C9. Cây này giao lưu với anh em mình 600.000. Em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi luôn. Đó, và đây cũng là cây cuối cùng của clip nha. Em cũng xin chào, chúc anh em mình sức khỏe nha. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha.